If you see me calling, xin em không nhấn máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin đốt lần này. I'm talking about when you see me calling, xin em không nhấn máy. Cause when that heavy hit me thì cô ơi cũng trở thành lệ. I'm talking about love. Anh biết em nói là không muốn gặp anh nữa. Anh chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao ăn rồi thì có thức ăn chưa. Nếu rồi thì đừng nhớ anh chưa. Em biết anh là thế mà đã thế. Em còn suy, em còn nghĩ, em còn chắc làm chi. Anh biết anh nhưng cũng ghen trong mắt. Bởi vì em chỉ có get for me. Baby nghe anh nói một lần được không. Tên anh hiện trên màn hình em có chụp không. Nếu em muốn get anh nói trước. Nó get anh ngoài kia cũng phải tốt được chụp nắp. Vậy thì nếu em muốn đêm nay không ngủ, đừng gặp anh daddy, gặp anh ông chủ. Đừng có mong thủ nhắc cái bụng chê when I say you. If you see me calling, xin em không nhấn máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin đốt lần này. But when you see me calling, xin em không nhấn máy. Cause when I hear me